Và ngay bây giờ thì mình sẽ đóng một vai trò đó chính là đại lý của Dropy, chia sẻ với cảm nhận mình đã sử dụng cái dòng sản phẩm YC, New Glossy Quay này như thế nào nha mọi người. Thì như mọi người đã thấy thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho mọi người đó chính là một cái hình ảnh. Chắc chắn là mọi người sẽ rất là, không biết là mọi người có bị sốc không, nhưng mà đây là cái hình ảnh ngày xưa của mình khi mà đã uống rất là nhiều cà phê này, thức khuya rất là nhiều. Đây, mọi người có thể thấy là cái làn da của mình nó bị ảnh hưởng như thế nào ạ? Không biết là mọi người có nhìn thấy trên màn hình xe của mình không ạ? Đó chính là cái làn da của mình nó bị, mọi người có thể nhìn thấy là nó bị nám là một này, bị mụn đố đen này. Mình bị tàn nhang nha mọi người. Mình nhầm một chữ là mình bị tàn nhang rất là nhiều. Và đặc biệt là mới cái độ tuổi mà đầu hai thôi. Mình hiện tại là bây giờ là 24 tuổi, còn cái ảnh này là chụp mới là năm ngoái đúng không ạ? Là 23 tuổi mà mọi người có thể thấy là cái da của một người 23 tuổi mà tàn nhang rất là nhiều này, da đã bị sạm rồi do mình uống quá nhiều cà phê và đặc biệt là thức khuya nữa. Nên là cái tình trạng da của mình, đặc biệt là mọi người có thể thấy kể cả tóc của mình cũng rụng đi khá là nhiều, nó bị trắng ở bên hai bên thái dương đấy ạ. Nên là cái khoảng thời gian đấy đối với mình là mình mà quá là sốc luôn. Và khi mà đi học về, bố mẹ cũng giật mình khi mà nhìn thấy con của mình sao lại khác thế, sao lại già thêm mấy tuổi khi mà đi học đại học thế ạ. Nhưng mà sau một cái quá trình mà mình sử dụng cái sản phẩm trên tay mình, đó chính là New Glossy Quay đấy ạ, là xịt dưới lưỡi, mọi người có thể thấy là cũng gần hết một lọ rồi. Đợt trước thì mình có dùng hết một liệu trình rồi, liệu trình của bên nhà cung cấp Phù Thái, và đã cho mình một cái khoảng thời gian ngưng nghỉ khi mà mình sử dụng cái dòng sản phẩm này xong. Thì đúng là cái tàn nhang của bây giờ mọi người cũng có thể thấy, bây giờ mình mới quay lại dùng lần thứ hai nha mọi người, dùng liệu trình lần hai. Thì sau cái liệu trình lần một thì mọi người có thể thấy đây, ở trong cam đây thì mọi người có thể thấy là da của mình nó hết hoàn toàn tàn nhang luôn. Mình sử dụng kết hợp cái xịt dưới lưỡi này và cái nội tiết tố Epochoc, và sau khoảng tầm khoảng thời gian mình sử dụng ấy, thì đúng là nó hết thật. Và không những thế, nó trắng da ở cái toàn cơ body mình luôn, trắng da toàn thân của mình luôn. Và mình cũng chia sẻ cho cả mẹ của mình. Mẹ của mình là bị nám mảng, nếu như mà cô chú anh chị nào biết là nám mảng nó ảnh hưởng như thế nào ấy, thì mẹ mình có bị nám mảng ăn sâu, nên là mình thấy dùng tốt quá nên là chia sẻ mẹ mình cũng dùng luôn. Và đặc biệt là đánh bay cả cái nám ăn sâu của mẹ mình. Đến bây giờ thì mình khi mà quay lại lần hai này để sử dụng lần liệu trình lần thứ hai ấy, thì mình sẽ vẫn sẽ dùng cái xịt dưới lưỡi, nhưng mà mình biết thêm đó chính là kết hợp với cả cái một cái bộ sản phẩm này, đó chính là Relief YC, một ngày thì có một viên đó mọi người ạ, uống buổi sáng. Và mẹ cũng chia sẻ cho mọi người và chia sẻ cho cả đặc biệt là mẹ của mình luôn. Và mình thấy là thực sự là khi mà kết hợp cái hai cái dòng sản phẩm này nó rất là nhanh, và đặc biệt là ai mà da khô ấy ạ, da mà khô mà không căng bóng ý, sử dụng vào cái mùa đông ở thời tiết ở Hà Nội thì cực kỳ là tuyệt vời nếu mà mọi người sử dụng kết hợp. Và mình thấy là khi mà quá trình mình sử dụng sản phẩm ý, lúc đầu mọi người không biết là mọi người có bị tình trạng của mình là hơi bị sốc, và tính chính là tự nhiên thấy da của mình nó bị đen hơn, bắt đầu da đen hơn này, bắt đầu cái nám của cái tàn nhang của mình bắt đầu đẩy rõ hơn, mình hơi bị sốc một chút. Nhưng mà sau khi mà tham gia nhiều của Zoom nhà cung cấp Phù Thái thì mình cũng hiểu ra là nó chỉ là đang đẩy cái độc tố của mình ra ngoài thôi. Và hơn thế nữa thì mình lại hay bị cái tình trạng đó chính là kích ứng da, là da mình là một cái người rất là dễ bị nổi mẩn này, dễ bị kích ứng này. Như mọi người có thể thấy cái ảnh vừa rồi là da của mình cũng hơi đỏ đỏ đấy ạ, là vì nó rất là dễ kích ứng. Nhưng mà sau khi mà mình sử dụng cái xịt dưới lưỡi New Glossy này thì mình không bị cái tình trạng như là bị kích ứng da hay là nổi mẩn da hay là bị đỏ nữa. Nó tăng cả cái đề kháng cho mình ở trong bên trong của cơ thể mình luôn. Mình cảm thấy là wow, nó không những là hỗ trợ mình về đẹp da mà cái đề kháng ở trong cơ thể của mình đúng là thực sự thay đổi rất là nhiều. Nên là sau khi sử dụng xong một cái quá trình thì mình đã cho mình một thời gian nghỉ, và bây giờ lại quay lại liệu trình lần 2. Và liệu trình lần 2 thì đương nhiên là lọ này sắp hết thì mình luôn luôn thủ luôn là một em nữa ở nhà, tại vì niềm sợ là nếu mà hết thì không có cái dùng đúng không ạ, nên là luôn luôn để sẵn ở nhà luôn. Để khi mà có thì mình lại sử dụng một sản phẩm một thêm một lọ nữa. Và mọi người, mình không biết là các cô chú anh chị nào, nhưng mà mẹ mình cũng là một người bị nám rất là nặng, mà cả mẹ này và cả con gái đều dùng luôn, đều cải thiện rõ rõ trên cái nặng làn da của mình luôn. Là mình thấy là đây là một cái dòng sản phẩm cực kỳ hiệu quả, hơn thế nữa mà nó còn tăng được cho mình cái đề kháng, và đặc biệt là trong cái mùa đông của
Hà Nội và cái thời tiết khô hanh như thế này, mình thấy đây là một cái dòng sản phẩm không những là tăng đề kháng mà còn đẹp da cho mọi người nữa. Và đấy là những cái chia sẻ cảm nhận của mình khi mà sử dụng cái xịt dưới lưỡi lưỡi Lưu lưỡi bị líu lưỡi mọi người, Lưu spray này, nên là mình thấy là rất là thích à mọi người, đam mê sản phẩm quá nên là chia sẻ hơi nhiệt tình nên là bị líu lưỡi một tí, mọi người thông cảm nha. Và đó chính là cái phần chia sẻ của mình.